Xin nồng nhiệt chào đón quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Trung Thực Auto, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng gầm cao có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Và ngày hôm nay thì Trung Thực Auto xin phép được giới thiệu và chào bán tới quý anh chị mẫu xe gầm cao Ford Everest bản 2 cầu Titanium sản xuất năm 2021. Và đây là chiếc xe có thể nói là siêu lướt đang có mặt tại cảng của Trung Thực Auto. Với số km mới lăn bánh của chiếc xe này đó là 5.000 km, đó là số km mà chiếc xe này mới lăn bánh. Và theo chia sẻ của chủ cũ của chiếc xe này, đó chính là muốn mua một chiếc xe về để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Tuy nhiên là sau khi mua chiếc xe này về thì thấy rằng là nhu cầu sử dụng đi lại của mình không nhiều và muốn chuyển đổi hình thức sang là kinh doanh khác, cho nên anh đã để lại chiếc xe này cho cửa hàng của Trung Thực Auto. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn quý anh chị, những người đã là những khách hàng của Trung Thực Auto và cũng là những chủ nhân đang sở hữu những chiếc xe và để lại cho Trung Thực Auto những chiếc xe chất lượng. Và đây là chiếc xe siêu lướt đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Sau đây xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với phần ngoại thất của chiếc xe Ford Everest bản 2 cầu Titanium sản xuất năm 2021 mang biển tỉnh. Ở phần mặt ca lăng, chúng ta có thể thấy đây mặt ca lăng của chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto, đó là sử dụng mặt ca lăng của thế hệ mới nhất của Ford Everest. Đó. Xe được trang bị là cụm đèn bao gồm là có bóng đèn chiếu gần là kiểu bóng chiếu projector, bóng đèn chiếu xa là phản xạ đa hướng với giải đèn sáng ban ngày. Về hệ thống cảm biến phía đằng trước thì chúng ta có thấy là xe được trang bị tới 6 cảm biến. Vâng, 6 cảm biến phía đằng trước. Trang bị tới 6 cảm biến phía đằng trước giúp cho chúng ta tự tin cầm lái với chiếc xe Ford Everest với chiều rộng, với kích thước lớn, đúng không ạ? Tiếp tục, chúng ta sẽ cùng đến với phần hông xe. Ở phần hông xe của chiếc xe Ford Everest này thì chúng ta thấy là dàn lốp đang sử dụng là dàn lốp theo xe Goodyear và xe sử dụng là la răng đúc có đường kính la răng lên tới là 20 inch. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Thực Auto theo số điện thoại trên màn hình để được lái thử và trải nghiệm. Gương to bản, chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, rồi là có đèn chào mừng và cảnh báo điểm mù trên gương, đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị về chiếc gương chiếu hậu ngoài xe của chiếc xe Ford Everest này. Và chiếc xe mà chúng tôi đang có mặt, đang giới thiệu và đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto ở có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, thì các chi tiết vẫn còn là như mới. Vâng, chiếc xe mới lăn bánh được có 5.000 km. Vâng, chiếc xe mới lăn bánh được có 5.000 km. Và nếu anh chị đang tìm kiếm cho mình một chiếc xe Ford Everest thì chiếc xe mà đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto sẽ giúp cho anh chị sở hữu một chiếc xe như mới mà tiết kiệm đến tới là hơn 100 triệu đồng. Vâng, hơn 100 triệu đồng. Đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị về chiếc xe Ford Everest đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và các bạn có thể nhìn thấy các chi tiết nội thất của chiếc xe này vẫn còn như mới. Xe mới lăn bánh được có hơn 5.000 km. Mới hơn 5.000 km, đúng không ạ? Là số km mà chiếc xe này mới lăn bánh. Và chúng ta sẽ cùng đi đến phần đuôi xe. Ở phần đuôi xe thì chúng ta có thể thấy là chiếc xe Ford Everest này cũng được trang bị tới 6 cảm biến phía đằng sau, kết hợp với cả camera báo lùi. Với các chi tiết này sẽ giúp cho chúng ta có thể di chuyển chiếc xe này một cách dễ dàng. Xe được trang bị tính năng, đó là tính năng đá cốp. Với việc trang bị tính năng đá cốp này sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng để mà chúng ta có thể mở cốp để bỏ đồ vào trong xe, đúng không ạ? Và một điểm nữa đó chính là chúng ta có thể quan sát, đây chính là không gian khoang chứa đồ của chiếc xe Ford Everest khi chúng ta gập hàng ghế thứ 3. Và chúng ta cũng dễ dàng để gập hàng ghế thứ 2 với nút bấm ở bên hông. À xin lỗi. Và chúng ta có thể dễ dàng là nâng gập hàng ghế thứ 3 thông qua một nút bấm rất đơn giản, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ không phải là trèo lên xe. Đó. Và chúng ta cũng dễ dàng là đóng cốp xe bằng việc là với tính năng đá cốp, đúng không ạ? Và lốp sơ cua của chiếc xe này là chưa hạ. Và các chi tiết của chiếc xe này, đường keo chỉ và các vị trí đai ốc, tất cả mọi chi tiết vẫn còn là nguyên zin. Chiếc xe mới lăn bánh được có 5.000 km. Nếu anh chị là chủ sở hữu tiếp theo của chiếc xe này thì anh chị sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 100 triệu đồng, khoảng 160 triệu đồng nếu anh chị sở hữu chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Đó. Tiếp theo thì xin mời quý chị chúng ta sẽ cùng đi đến không gian khoang nội thất của chiếc xe Ford Everest đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Xin mời quý chị. Thank you.
Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với không gian khoang nội thất của chiếc xe Ford S phiên bản 2 cầu Titanium đang có mặt tại cảng của Trung Thực Auto. Tất cả các chi tiết ở chiếc xe này vẫn còn là nguyên bản. Chúng tôi chỉ nhấn mạnh một điều, đó chính là số km lăn bánh của chiếc xe này mới lăn bánh được có 5.378 km. Và các chi tiết của chiếc xe là vẫn còn là rất mới, tay lái. Vâng, quý anh chị có thể quan sát ở đây và anh chị có thể đến với showroom của chúng tôi có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng để kiểm tra về xem là chiếc xe này là thực sự là như mới. Vâng, như những chiếc xe đã được trưng bày và bày bán tại các đại lý của Ford, đúng không ạ? Và chúng tôi cũng luôn luôn khuyến khích quý anh chị khi đến với showroom của chúng ta thì chúng tôi thì mình nên đi cùng với những người quen, những người thân, những người có kinh nghiệm về xe ô tô để chúng ta có thể là đánh giá và trải nghiệm những chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và ủng hộ Trung Thực ô tô trong suốt thời gian qua, và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo. Và trước khi kết thúc video này thì chúng tôi muốn xin chia sẻ với mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Ford Everest bản Titanium 2 cầu sản xuất năm 2021 và mang biển tỉnh đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 1.385.000.000. 1.385.000.000 đó là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Ford Everest đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Thế thôi nhé.